Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ Tư ngày 9 tháng 10 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin Trung ương họp kín quyết sách ngã ba đường, Bắc Kinh áp sát sức ép dồn Hà Nội. Vâng, trong thời gian này các bạn đã chứng kiến tại Hà Nội có một sự kiện rất quan trọng, đó là Hội nghị Trung ương lần thứ 11 đang diễn ra tại thủ đô, nơi Đảng Cộng sản với hơn 200 ủy viên Trung ương Đảng có những quyết sách trong thời gian tới. Và Hội nghị Trung ương lần thứ 11 tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn quyết định khi Đảng Cộng sản Việt Nam buộc phải nhìn nhận lại thành công cũng như thất bại đã qua và xem xét con đường đi sắp tới của Đảng Cộng sản cũng như đường lối cho nhà nước Việt Nam. Và đây là hình ảnh mới nhất mà các bạn có thể xem ở trên trang báo trong nước, đó là Trung ương thảo luận dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm qua và xây dựng chiến lược cho 10 năm tới. Hôm nay, Ban chấp hành Trung ương làm việc tại hội trường thảo luận về dự án báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030 và báo cáo tình hình kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Phiên họp do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Bộ Chính trị điều hành. Và hình ảnh các bạn thấy rất rõ là như vậy. Và nội dung những bài báo này đưa ra gần đây rất ngắn, rất ít thông tin được đưa ra cho người dân. Mặc dù là chủ của đất nước nhưng người dân đã không được tham gia vào chương trình nghị sự để hoạch định chính sách cho bản thân mình. Và phe bảo thủ cực đoan trong Đảng Cộng sản ở Việt Nam dường như đang cố giữ lập trường cổ hủ lạc hậu của mình khi vẫn muốn đưa đất nước với trên 90 triệu người dân Việt Nam phải đi bước tiếp theo con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Và đây là hình ảnh mà các bạn có thể thấy minh chứng cho điều đó, đó là việc Trung ương thảo luận báo cáo 10 năm thực hiện cương lĩnh. Trong ngày làm việc thứ hai, Trung ương đã thảo luận về dự thảo báo cáo 10 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội. Sáng nay, Ban chấp hành Trung ương cùng các đại biểu làm việc tại hội trường thảo luận về dự án báo cáo chính trị và dự thảo báo cáo 10 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng nhà nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bổ sung phát triển cho năm 2011. Và Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên họp, đó là vào ngày hôm qua, 8 tháng 10 năm 2019. Vâng, thưa các bạn, với việc Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn cố đưa Việt Nam theo định hướng xã hội chủ nghĩa thì điều này rất tai hại, vì các bạn đã biết trước khi Hội nghị Trung ương 11 diễn ra tại Hà Nội, chúng ta đã chứng kiến liên tục các đoàn của những nước xã hội chủ nghĩa còn sót lại trên thế giới tới thăm Đảng Cộng sản Việt Nam. Và cụ thể nhất chúng ta có thể thấy là Cuba, Lào và Venezuela. Và với Cuba thì qua những lần tường trình trước, chúng tôi đã gửi tới các bạn thông tin rằng vị tướng Cuba sang Việt Nam ngoài vấn đề thăm hỏi, họ còn có ý đồ và mong muốn rằng Việt Nam giúp cho Cuba về giống ngô. Lào thì như các bạn đã biết thì Việt Nam hiện nay đang tài trợ cho một cái dự án rất lớn ở Lào, đó là 100 triệu đô la để xây nhà quốc hội tại Lào, và Việt Nam hiện nay xây vẫn chưa xong. Còn Venezuela là một đất nước mà cũng đang khủng hoảng rất lớn về mọi mặt kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, và người dân đang rất lầm than vì đây là những đất nước rất tiêu biểu cho chủ nghĩa xã hội còn lại trên thế giới, và Việt Nam vẫn cố theo đuổi. Và chúng ta cũng thấy tất cả các nước trên thế giới đều có kết quả chung giống nhau khi họ xây dựng chủ nghĩa xã hội, đó là làm cho người dân lầm than đất nước ngày càng đói nghèo và đi khắp nơi để xin viện trợ, tiền, lương thực của các nước tự do và dân chủ khác, và Việt Nam của chúng ta cũng là một trong những nước như vậy. Và cũng vào hôm 7 tháng 10, tại ngày đầu tiên của Hội nghị Trung ương 11, đợi sự cho phép sau khi Tổng Bí thư đề nghị Trung ương phân tích dự báo có căn cứ cơ sở khoa học tình hình thế giới và trong nước, nhất là tình hình Biển Đông, thì các báo đài nhà nước mới được phép đăng lên các bản tin về Biển Đông, về vấn đề Bãi Tư Chính và những điều đã diễn ra từ trước đó cách đây cả 3 tháng. Và hình ảnh mà các bạn có thể thấy rất rõ, đó là báo Thanh Niên đã đăng dã tâm bất tận của Trung Quốc ở Biển Đông. Theo các chuyên gia, trước những hành vi xâm lược vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, điều Việt Nam cần làm là khởi kiện hoặc đưa Trung Quốc ra Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Đây là hình ảnh của tàu lực lượng chấp pháp Việt Nam và đấu tranh ngăn chặn tàu hải cảnh Trung Quốc số 37111 trên vùng biển Tư Chính, bãi Phúc Tân cuối tháng 9 năm 2019. Và những cái điều này thì báo chí quốc tế cũng như ở nước ngoài và nhiều trang mạng xã hội độc lập khác đã đăng tải từ rất lâu để phục vụ người dân Việt Nam. Và Việt Nam với hơn 800 cơ quan báo đài dường như trong suốt thời gian qua đã im lặng, và chỉ sau khi ông Nguyễn Phú Trọng hé lộ đồng ý cho Trung ương họp và thảo luận về vấn đề Biển Đông thì những tờ báo trong nước mới đồng loạt được phép đăng tải. Thì điều này rất bất lợi cho người dân Việt Nam và cũng bất lợi với trước quốc tế khi Trung Quốc đã nhiều lần tuyên bố chủ quyền của họ tại vùng Biển Đông, và ngay cả Bãi Tư Chính cũng thuộc đường lưỡi bò, tức là đường chín đoạn họ vẽ ra, nhưng Việt Nam đã không hề lên tiếng và phản bác ngay kịp thời. Và dường như không đếm xỉa đến các phát biểu của ông Nguyễn Phú Trọng về tình hình Biển Đông, Trung Quốc đã lập tức thách thức hơn nữa. Ông Nguyễn Phú Trọng cùng 200 ủy viên Trung ương khóa 12 đang họp ở Ba Đình bằng cách ra lệnh cho tàu Hải Dương 8 cùng các tàu hải cảnh hộ tống đi sâu vào hơn nữa vùng bờ biển Việt Nam. Và hình ảnh chúng tôi xin chia sẻ mới nhất và ngày hôm nay đã được đăng tải ở trên trang Zit Chinese News với hình thức hải trình tàu Hải Dương 8 hôm 10 tháng 10 2019 lúc 6 giờ 39 phút cách bờ biển Phan Rang chỉ có 76,5 hải lý, tức là 141,5 km mà thôi. Và có lẽ Trung Quốc đang đáp trả Việt Nam. Đây là điểm gần nhất với bờ biển Việt Nam mà Hải Dương 8 đã từng tham gia kể từ khi bắt đầu cuộc khảo sát trái phép tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam trong suốt 3 tháng qua. Và tại thời điểm này nó vẫn đang tiến gần hơn. Và nếu để gần lại các bạn sẽ thấy đường đi của chiếc tàu Hải Dương 8 cùng những tàu hải cảnh của Trung Quốc rất sát bờ biển Việt Nam, và dường như nó không gặp bất cứ trở ngại gì trong cái vùng biển của Việt Nam khi họ thăm dò. Và những mỗi đường đi như vậy thì kéo dài vài trăm km và rất thẳng và đan song song với nhau. Và với điều đó nói lên một điều rằng cảnh sát biển Việt Nam và lực lượng chấp pháp của Việt Nam không thể làm được gì đối với Trung Quốc và không thể xua đuổi được Trung Quốc ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, cũng như Hải quân Việt Nam cho đến lúc này vẫn chưa có biện pháp cụ thể và hiệu quả đối với những sự xâm phạm chủ quyền rõ ràng của Trung Quốc ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và thêm một chia sẻ nữa của ông Phạm Thắng Nam là nhà nghiên cứu chuyên về Biển Đông, về hải trình của chiếc tàu Hải Dương 8 này. Ông cũng chia sẻ thêm trên trang của mình như sau. Vào sáng ngày 9 tháng 10, tàu Hải Dương 8 chuyển sang chạy về phía Bắc, thực hiện tuyến khảo sát thứ 7 của khu vực khảo sát 5. Dự kiến khoảng cách giữa tuyến khảo sát 7 với hòn đảo Hòn Lớn, tức là Văn Ninh, Khánh Hòa, hoặc mũi Đài Linh, Hòa, Tam, Đông Hòa, Phú Yên chỉ khoảng 150 km mà thôi. Và với hình ảnh này để các bạn thấy rất rõ rằng Trung Quốc đã liên tục xâm phạm chủ quyền của Việt Nam và không hề gặp bất kỳ một cái phản ứng nào của phía Việt Nam một cách cụ thể và hiệu quả. Cho nên họ vẫn tiếp tục thăm dò cho đến ngày hôm nay. Nếu thông tin đưa lại thì chắc chắn các bạn sẽ biết về việc Trung Quốc không từ bỏ ý đồ thôn tính chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Ngoài ra thì ở trong bờ thì ngày hôm 8 tháng 10, Thượng tướng Võ Tiến Trung, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Quốc phòng nói và đưa ra gợi ý xử lý tình hình Biển Đông phải giữ 3 vấn đề. Và đây là hình ảnh các bạn có thể xem trên một số trang truyền thông đã đăng tải. Tướng Võ Tiến Trung xử lý tình huống Biển Đông phải giữ 3 vấn đề. Tướng Trung nói với báo Dân Việt rằng đề nghị của Tổng Bí thư Chủ tịch nước rất ý nghĩa khi sự gợi mở này cho các ủy viên Trung ương cơ hội góp ý đưa ra phương án xử lý để làm sao giữ được 3 vấn đề. Trong 3 vấn đề mà tướng Trung nêu ra, ngoài việc duy trì được mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc, còn giữ vững chủ quyền và giữ được môi trường hòa bình để xây dựng và phát triển đất nước. Đây là điều mà các bạn cũng đã tham khảo trên một số trang truyền thông quốc tế cũng như trong nước. Và ngoài ra, Đài Tiếng nói Hoa Kỳ và một số trang báo quốc tế khác cũng đã đăng tải nội dung như vậy của phát biểu của ông tướng Trung. Tướng Võ Tiến Trung xử lý vấn đề Biển Đông cần giữ mối quan hệ với Trung Quốc. Thượng tướng Võ Tiến Trung khi trả lời phỏng vấn của Dân Việt nói rằng những điểm diễn biến căng thẳng ở Biển Đông thời gian qua vừa là vấn đề an ninh quốc phòng, vừa là vấn đề chính trị, kinh tế xã hội của đất nước. Vị tướng nguyên là Giám đốc Học viện Quốc phòng kêu gọi Ban chấp hành Trung ương Đảng thảo luận để có chỉ đạo kịp thời. Các tàu chấp pháp của Việt Nam và Trung Quốc đã đối đầu nhau trong hơn 3 tháng qua tại khu vực Bãi Tư Chính, nơi Bắc Kinh đã 4 lần đưa tàu khảo sát Hải Dương 8 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam kể từ tháng 7 đến nay. Và Việt Nam vài lần lên tiếng phản đối sự xâm phạm lãnh hải của tàu Trung Quốc, trong khi Bắc Kinh nói tàu khảo sát của họ hoạt động trong vùng biển hợp pháp của Trung Quốc. Thì cái điều này là Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã nhiều lần tuyên bố, nhưng phía Việt Nam chưa có phản ứng gì một cách mạnh mẽ và cụ thể như phía Trung Quốc đã làm. Và theo tướng Trung, Trung ương đã có dự báo từ trước về tình hình Biển Đông. Ông nói phía Trung Quốc lúc thì nói vùng đó thuộc đường lưỡi bò, lúc nói là thuộc vùng phụ cận của một quần đảo Nam Sa, tức Trường Sa của Việt Nam. Thì đây là điều mà tướng Trung đã chia sẻ. Và cùng lúc đó, cũng hôm 8 tháng 10, Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Phó Chính ủy Quân khu 7 đã thông báo về tình hình Bãi Tư Chính ở phía Nam cho người dân được biết. Đây là hình ảnh mà các bạn có thể tham khảo. Tham vọng độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc làm ảnh hưởng tới tình hữu nghị. Ông đã nói như vậy. Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Phó Chính ủy Quân khu 7 đã dành khá nhiều thời gian nói về tình hình tại Bãi Tư Chính trong cuộc gặp tiếp xúc cử tri kỳ họp Quốc hội vào chiều ngày 7 tháng 10 ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là ảnh của Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Phó Chính ủy Quân khu 7 phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri này. Tổ đại biểu Quốc hội gồm bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh và Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng đã tiếp xúc với cử tri quận 7. Cử tri phản ánh với tổ đại biểu nhiều vấn đề, trong đó đặc biệt quan tâm về tình hình Biển Đông và Bãi Tư Chính. Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng đánh giá Trung Quốc đang vin vào cớ họ có chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa để giành quyền ở Bãi Tư Chính. Nhưng ngay cái cớ này cũng là không hợp lý, vì Hoàng Sa và Trường Sa chưa bao giờ là của Trung Quốc. Họ chỉ chiếm đóng trái phép bằng vũ lực. Điều này cả thế giới đều biết. Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Chúng ta có đầy đủ bằng chứng để chứng minh việc này, ông nói. Lý giải nguyên nhân Trung Quốc cố ý tạo ra tranh chấp ở Bãi Tư Chính, ông Hoàng cho rằng Việt Nam có đường ra biển rộng lớn hơn 3.000 km, chưa kể vùng biển xung quanh Hoàng Sa và Trường Sa. Trong khi đó, đường ra biển của Trung Quốc bị vướng đụng với nhiều quốc gia khác. Do vậy, để phát triển ra biển, Trung Quốc có tham vọng xác lập chủ quyền trên Biển Đông. Theo ông Hoàng, quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc là hữu hảo từ trước tới nay, vì tham vọng độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc đã làm ảnh hưởng đến tình cảm, quan hệ ngoại giao hai nước. Ông nói thêm, ta cứ nhường nhịn, vậy liệu có ảnh hưởng gì đến Bãi Tư Chính không? Xin báo với bảo con là không, họ vô quấy phá thì ta đẩy đuổi. Nhưng trong việc giữ gìn chủ quyền của chúng ta đang thực hiện thi rất tốt, Phó Chính ủy Quân khu 7 nói. Ông đồng thời khẳng định, đây là an ninh năng lượng quốc gia, là điều kiện đảm bảo phát triển đất nước. Và mặc dù Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng nói thêm, Đảng và Nhà nước đặt quan tâm về vấn đề này, xin cử tri cứ an tâm tin tưởng. Nhưng thực tế thì như các bạn cũng vừa xem những cái biểu đồ hành trình đi lại của tàu Hải Dương 8 cùng đội tàu hộ tống của Trung Quốc thì nó không hề có những cái biểu hiện giảm nhẹ, mà ngày càng có những cái bước đi sâu hơn vào vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam. Và hình ảnh mà mới nhất ngày hôm nay chúng tôi xin chia sẻ là hình ảnh này và các bạn đã xem, và điều đó rất nguy hiểm khi tàu Hải Dương 8 chỉ cách bờ biển Phan Rang có 76,5 hải lý, và có nghĩa là cách bờ chỉ khoảng 141,5 km mà thôi. Và điều này rất bác bỏ việc Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng nói rằng bà con cứ yên tâm, nhưng thực tế thì Việt Nam, Hải quân Việt Nam cũng như lực lượng chấp pháp của Việt Nam chưa làm được gì nhiều đối với Trung Quốc, và Trung Quốc vẫn tiếp tục trong ngày hôm nay vẫn tiếp tục khảo sát tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và với những diễn biến trên, Việt Nam chỉ còn có cách chính bản thân những người đứng đầu Đảng và Nhà nước như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phải lên tiếng công khai và rõ ràng, chỉ đích danh Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và vận động người dân Việt Nam trong và ngoài nước cùng quốc tế bằng mọi biện pháp hòa bình để lên án Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thoibao.de ngày hôm nay, thứ Tư, ngày 9 tháng 10 năm 2019. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần tới, và các bạn hãy chia sẻ video này cũng như để lại những bình luận để chúng tôi có thể phục vụ các bạn trong thời gian sớm nhất, nhanh nhất và với những thông tin trung thực nhất. Chào các bạn từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.